Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt 4 phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành lập quỹ phát triển nguồn nhân lực cho cộng đồng gốc Việt tại Campuchia nhằm hỗ trợ và phát triển cộng đồng kiều bào. Đông đảo cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh tham dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường tiếng Việt Lạc Long Quân tại Ba Lan. Lắng nghe câu chuyện của Hoa hậu Phạm Lan Anh sau khi được danh hiệu Hoa hậu du lịch châu Á năm 2019. Chiều ngày 25 tháng 11, Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức lễ công bố và ra mắt Quỹ phát triển nguồn nhân lực trong cộng đồng người gốc Việt Nam tại Campuchia nhằm huy động các nguồn lực trong xã hội để hỗ trợ và phát triển cộng đồng kiều bào. Tham dự lễ công bố và ra mắt quỹ có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia, đại diện Hội Khmer Việt Nam, đại diện một số doanh nghiệp cùng các em học sinh người gốc Việt mới được nhận học bổng đại học tại Việt Nam. Phát biểu tại lễ ra mắt Quỹ phát triển nguồn nhân lực, Đại sứ Vũ Quang Minh cho biết, để cộng đồng người Việt ổn định đời sống, hội nhập và phát triển tại đất nước Chùa Tháp, thì việc biết nói tiếng Khmer là chưa đủ. Bà con cộng đồng cần phải thành thạo kỹ năng đọc, viết tiếng Khmer, phải hiểu văn hóa, xã hội đất nước Chùa Tháp. Để đạt được điều đó, chỉ có thể thông qua con đường không ngừng học tập, nâng cao trình độ tri thức. Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia sẽ huy động các nguồn lực từ xã hội để hỗ trợ cộng đồng. Trước hết là hỗ trợ tạo điều kiện cho con em người gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng và có đủ điều kiện theo học tại các trường đại học cao đẳng tại Campuchia và Việt Nam. Quỹ phát triển nguồn nhân lực do Đại sứ quán thành lập với mục đích tăng cường chất lượng nguồn nhân lực trong cộng đồng gốc Việt tại Campuchia, hỗ trợ các thầy cô giáo và khuyến khích tạo điều kiện cho con em người gốc Việt có thể tới trường, nâng cao trình độ tri thức, nâng cao nhận thức cho kiều bào ta về vai trò ý nghĩa của giáo dục đối với thế hệ trẻ. Nguồn kinh phí của quỹ sẽ được huy động từ nguồn học bổng của các trường đại học cao đẳng tại Việt Nam, từ các cơ quan, đoàn thể trong nước, từ các doanh nghiệp cũng như là các nhà hảo tâm. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia sẽ giữ vai trò chủ tịch quỹ, các bộ phận của Sứ quán, Tổng lãnh sự quán và Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia sẽ chịu trách nhiệm triển khai thúc đẩy hiệu quả các hoạt động của quỹ. Nhân dịp ra mắt quỹ, Đại sứ quán cùng lãnh đạo Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia đã trao học bổng cho 10 em học sinh vừa tốt nghiệp phổ thông có hoàn cảnh khó khăn và đủ điều kiện để bắt đầu sang học đại học tại Việt Nam. Cũng tại Campuchia ngày 25 tháng 11, chương trình kết nối các doanh nghiệp Việt Nam của tỉnh An Giang, Tiền Giang với các doanh nghiệp Campuchia đã được tổ chức. Sự kiện do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Tiền Giang và Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia tổ chức, thu hút 150 doanh nghiệp hai nước tham dự. Trong thời gian qua, hợp tác đầu tư thương mại giữa hai nước đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều tiềm năng và cơ hội để doanh nghiệp hai nước, đặc biệt là các địa phương giáp biên giới thúc đẩy hợp tác đầu tư và giao thương. Chương trình đã giúp cho các doanh nghiệp hai nước gặp gỡ trao đổi nhau trong hợp tác đầu tư và thương mại, quảng bá sản phẩm và thế mạnh của hai tỉnh An Giang và Tiền Giang đến người tiêu dùng tại Campuchia. Trong dịp này, các doanh nghiệp của hai nước ký kết nhiều biên bản ghi nhớ và hợp đồng. Vừa qua, tại thành phố Busan, Hàn Quốc, nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN Korea Summit 2019, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc VKBeer đã tiến hành lễ ra mắt và tổ chức hoạt động của chi hội VKBeer miền Nam Hàn Quốc. Tiếp theo những thành quả đã đạt được trong thời gian vừa qua, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ thành lập các đơn vị cơ sở nhằm mục đích xây dựng một cộng đồng liên kết mạnh mẽ dựa trên năng lực từ chính cơ sở để làm cầu nối đưa những ý tưởng, sản phẩm, dịch vụ vào triển khai thực tế nhanh chóng hơn. Chi hội VKBeer miền Nam Hàn Quốc do bà Nguyễn Hoàng Thư, Tổng Giám đốc công ty KMEDIC làm chi hội trưởng. Sự ra đời của chi hội VKBeer miền Nam Hàn Quốc với mục đích tạo môi trường thuận lợi để tập hợp, thu hút và phát huy sức mạnh của mạng lưới doanh nhân, doanh nghiệp người Việt Nam và Hàn Quốc tại khu vực Busan, Gyeongsang Namdo và lân cận nhằm tăng cường hợp tác, liên doanh liên kết với nhau, tìm kiếm các cơ hội đầu tư kinh doanh trong và ngoài nước, hỗ trợ doanh nghiệp, địa phương, cơ quan, tổ chức trong nước trong vấn đề hội nhập và phát triển, thu hút và tìm kiếm cơ hội đầu tư giữa hai nước.
diễn ra tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày 26, 27 và 28 tháng 11 tới đây. Diễn đàn trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ 2 quy tụ 223 đại biểu là các tài năng trẻ đang sinh sống và làm việc ở 23 quốc gia trên thế giới, có mục tiêu tìm giải pháp cụ thể, hiện đại về các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững ở Việt Nam. Một trong những nội dung mới của diễn đàn năm nay đó là bên cạnh các chủ đề về khoa học, công nghệ, giáo dục, diễn đàn cũng xây dựng các phiên thảo luận về phát triển và công bằng xã hội nhằm thu hút mối quan tâm và định hướng các giá trị trong trí thức trẻ hướng đến mục tiêu phát triển bền vững đất nước. Tại Warsaw, chiều ngày 24 tháng 11, Ban Liên lạc Nhà giáo Việt Nam và Trường Tiếng Việt Lạc Long Quân tại Ba Lan đã long trọng tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và 20 năm Trường Tiếng Việt tại Ba Lan. Đến dự lễ kỷ niệm có đại diện Đại sứ quán, đại diện các tổ chức cộng đồng người Việt tại Ba Lan cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh của nhà trường. Năm 1999, Trường Tiếng Việt ở Ba Lan được thành lập và sau này lấy tên là Hùng Vương. Ngày 22 tháng 4 năm 2000, khai giảng lớp tiếng Việt đầu tiên với 19 học sinh. Năm 2007, trường tiếng Việt thứ hai có tên là Văn Lang ra đời do tiến sĩ Đào Duy Tiến làm hiệu trưởng. Năm 2009, trường Hùng Vương và Văn Lang sát nhập thành trường Lạc Long Quân đang hoạt động cho tới nay. Trong lễ kỷ niệm, một số thầy cô giáo đã chia sẻ những kỷ niệm của mình trong thời gian tham gia công tác giảng dạy. Nhân dịp này, đại diện Đại sứ quán và các tổ chức cộng đồng đã gửi tặng các thầy cô những món quà và lãng hoa tươi thắm. 20 năm là một chặng đường rất là dài. Cộng đồng chúng tôi rất là tự hào có một ngôi trường mà rất là tổ chức rất là nghiêm túc. Ở nơi đây, các thầy cô đã bền bỉ giảng dạy cho các cháu, trang bị cho các cháu một hành trang không thể thiếu được đối với mỗi một người Việt, tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ. Nhân dịp này, chúng tôi gửi lời chúc và cảm ơn sâu sắc nhất tới toàn thể thầy cô của Trường Tiếng Việt. Ngày hôm nay, trong cái buổi kỷ niệm 20 năm thành lập trường dạy tiếng Việt tại Ba Lan thì đã thể hiện hết được cái thành quả và ý nghĩa của cái việc dạy tiếng Việt. Rất nhiều các cái thế hệ học sinh đã học từ những thời kỳ đầu của trường về phát biểu cái cảm tưởng bằng tiếng Việt khi mà các em đã đại diện cho những thế hệ F2, F3 của cộng đồng người Việt tại Ba Lan. Cháu sinh ra và lớn lên ở Ba Lan không biết nói tiếng Việt lắm, nhưng mà sau khi học ở đây 5 năm thì học ở trường tiếng Việt 5 năm thì cháu nói thạo hơn. Và cháu về lần trước về Việt Nam thì cũng giao tiếp dễ dàng hơn. Cho nên là cháu xin cảm ơn thầy cô ở đây đã dạy cháu. 20 năm qua, cơ sở vật chất, giáo trình, đội ngũ giáo viên của trường Tiếng Việt Lạc Long Quân đã được nâng cao. Ngoài việc dạy tiếng Việt cho học sinh, nhà trường còn có nhiều hoạt động ngoại khóa như dạy múa, hát, nhạc họa, tham gia các hoạt động văn hóa của cộng đồng. Những năm gần đây, trường còn tổ chức trại hè vui cùng tiếng Việt để học sinh người Việt ở Ba Lan và các nước khác tham gia giao lưu, gặp gỡ nhau. Tại sự kiện, Hội Người Việt Nam tại Ba Lan cùng trường Tiếng Việt Lạc Long Quân đã trao tặng giấy khen, kỷ niệm chương cho những cán bộ giáo viên của trường và cho các tập thể cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của trường trong nhiều năm qua. Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh hiện không có bất kỳ thay đổi nào trong quy trình cấp visa Schengen cho công dân Việt Nam. Ông Vincent Florenani, Tổng lãnh sự Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa ra khẳng định như vậy với báo Thanh Niên. Khẳng định trên được đưa ra trong bối cảnh gần đây trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin không chính thống từ một nhân viên Tổng lãnh sự quán Pháp về việc các quốc gia ký kết hiệp ước Schengen đã siết lại quy trình xét cấp thị thực visa đối với công dân Việt Nam. Theo Tổng lãnh sự Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh, đây là visa cấp để tự do đi lại trong lãnh thổ 26 nước có ký hiệp ước, nên từ nhiều năm qua, giữa nội bộ những cơ quan ngoại giao của quốc gia Schengen trên khắp thế giới đã có việc chia sẻ thông tin hoặc thảo luận về hồ sơ của người xin cấp thị thực. Đây là điều không có gì mới. Trong đêm chung kết Hoa hậu du lịch thế giới năm 2019 diễn ra ở Croatia vào tháng 6 năm nay, người đẹp Phạm Lan Anh đại diện cho Việt Nam đã vinh dự giành giải Hoa hậu du lịch châu Á 2019, mang về thêm một niềm tự hào cho quê hương đất nước. Không chỉ đẹp về hình thức, cô gái này còn là người đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Mời quý vị và các bạn gặp gỡ Hoa hậu Phạm Lan Anh và tìm hiểu thêm nhiều điều thú vị về cô gái tài năng này.
Ngày 1 tháng 6, Phạm Lan Anh đặt chân đến đất nước Croatia để tham gia tranh tài với 60 người đẹp đến từ khắp các châu lục. Xin chào Miss Tourism World Việt Nam! Với các kỹ năng về trình diễn, chuẩn bị trang phục, khả năng ngôn ngữ, cô nhanh chóng tạo ấn tượng, vượt qua các phần thi, nhận được đánh giá cao từ ban giám khảo và xuất sắc đạt giải Hoa hậu du lịch châu Á 2019, mang về nhiều niềm vui và sự tự hào cho chính cô và cho đất nước. Xin chào Lan Anh, cảm ơn bạn đã nhận lời tham gia phỏng vấn của chương trình. Lan Anh vừa mới đạt được danh hiệu Hoa hậu du lịch châu Á năm 2019, vậy thì bạn có thể chia sẻ một chút cảm xúc của bạn sau khi bạn đạt được danh hiệu này không? Mình rất tự hào là người con Việt Nam, đem hình ảnh Việt Nam và văn hóa Việt Nam đến với tất cả các bạn bè Nam Châu trên thế giới. Mình rất xúc động đã cùng đồng hành các trẻ em nghèo và khuyết tật để vẽ những hình ảnh lên các chiếc quạt và tặng cho các bạn bè trên khắp thế giới trong cuộc thi. Bên cạnh đó, trong năm kế nhiệm hiện tại, Lan Anh sẽ tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng các hoạt động quảng bá du lịch. Và cảm thấy rất là tự hào mang hình ảnh châu Á đến với thế giới. Là một cô gái năng động, Phạm Lan Anh luôn cố gắng để cân bằng thời gian cho cả học tập và làm việc. Tốt nghiệp loại giỏi ngành thạc sĩ kinh tế tại Tokyo, Nhật Bản, đạt học bổng diễn xuất tại Đại học Điện ảnh New York, đạt giải ba âm nhạc cổ điển Italia. Nhưng Lan Anh vẫn luôn khao khát được theo đuổi đam mê hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Việc giành giải Hoa hậu du lịch châu Á 2019 đã giúp Lan Anh có thêm sự tự tin để khẳng định mình và theo đuổi ước mơ còn đang dang dở này. Hiện tại thì công chúng đã biết đến Lan Anh là một Hoa hậu du lịch châu Á năm 2019. Nhưng trước khi đến với danh hiệu này, bạn đã có một thành tích học tập rất tốt tại nước ngoài và đã có một công việc rất ổn định. Vậy thì lý do gì khiến bạn quay trở lại với con đường nghệ thuật? Thực ra thì trước đây Lan Anh có sống tại Nhật rất là lâu. Sau đó thì mình có làm tại một công ty kết hợp với Cục xuất nhập cảnh của Nhật. Công việc của mình là giúp đỡ những người nước ngoài sống tại Nhật và gặp những hoàn cảnh khó khăn. Trong đó thì có rất là nhiều người Việt Nam. Thế nên rằng là Lan Anh quyết định từ bỏ công việc hiện tại, đồng thời cũng tham gia cuộc thi Hoa hậu du lịch thế giới để mình có thể trở thành một người có tiếng nói, một người của cộng đồng, để mình có thể giúp ích gì đó cho xã hội. Vậy thì Lan Anh có một lời khuyên gì cho các bạn trẻ, những bạn mà đang theo đuổi đam mê, để cho tuổi trẻ của các bạn ấy đa màu sắc và không bị phí hoài không? Lan Anh chỉ có một lời khuyên rất là nhỏ nhỏ thôi, rằng là các bạn cứ ước mơ đi, hãy tin vào chính bản thân và kiên trì. Đấy là bí quyết thành công của tất cả mọi người. Cảm ơn Lan Anh vì đã có một buổi trò chuyện thật thú vị. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt Bốn Phương của chúng tôi ngày hôm nay. Để xem lại các chương trình của Ban Truyền hình Đối ngoại, xin mời quý vị truy cập vào địa chỉ website vtv4.vtv.vn hoặc trên ứng dụng VTV Go. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.